Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video để máy mình sơn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc bơm mà chúng tôi tự dựng lên. Chiếc bơm này thì mình dựng theo yêu cầu của khách luôn. Bởi vì sao khách hàng muốn dựng? Bởi vì là những cái máy bơm zin ấy thì sử dụng sên chân không, không phải sên nén như thế này. Và những cái bơm zin thì động cơ của nó nhỏ, động cơ chỉ 160, động cơ 120, 4.5 chấm lên thôi. Nhưng mà khách muốn yêu cầu động cơ 6 chấm của Subaru. Đây mình lên theo cấu hình yêu cầu của khách luôn. Động cơ Subaru EX17 mới tinh 100% luôn. Động cơ này sản xuất tại nhà máy Fuji nhé các bạn nhé. Anh em lưu ý này, hiện nay ấy, thì cái mẫu EX17 này thì đã chuyển sang tên là Robin và sản xuất tại nhà máy Trang Trai. Thì cái chất lượng của nó sẽ kém hơn so với Subaru sản xuất tại nhà máy Fuji nhá. Và con này lên sên hút 49, sên đẩy 42, họng hút 49, họng đẩy 42, sên dạng nén. Cái loại này thì lắp tháo rất là nhanh, chỉ có 4 con ốc này thôi. Các bạn thấy không? Bắt 4 ốc trục là xong. Trục con này là trục 19, lắp ốp vào là xong. Anh em nào mà không muốn sử dụng sên nữa, các bạn chỉ cần tháo này ra và nhấc cái sên ra thôi. Cực kỳ linh hoạt trong cái việc mà tháo lắp nhá. Động cơ này là động cơ xích cam OHC siêu êm luôn. Mình sẽ test thử cho các bạn xem khả năng vận hành của nó như nào nhá. Hàng này thì mình lên cho khách hàng ở như là Bình Định như vậy. Mình nhớ không nhầm thì Bình Định như vậy. Đây, anh em nhìn đây. Lưu ý này, giá cái này là giá động cơ EX17 mình bóc tách luôn này. Giá động cơ EX17 là 4.9 triệu này. Sên này là 850.000 đúng không nhỉ? Sên 850.000 này. Khung này các bạn lên phải khung giá nữa, cộng thêm mà ống hút, ống xả này thì các bạn mua luôn nhựa PVC ở khu các bạn có luôn. Còn đây các bạn chỉ có quan trọng này, khung này, động cơ là sên bơm rồi. Ok, mình sẽ test nổ cho bạn xem nhá, khả năng vận hành con này như nào, ổn không này. Nào, quá nhanh, bơm một tí hết nước luôn, chắc khoảng được 5 giây đấy các bạn thấy không, kinh khủng khiếp luôn. Bơm căng ống mà đẩy xa tận kia luôn. Anh em mà dẫn ống con này thoải mái luôn, động cơ của nó 6.0 cơ mà. Rồi nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video sau.